Bài pháp cuốn kinh số 32. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddhasa. Phạm thiên vận ngậm ngùi khẩn khoản, a Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, a nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, a có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chân như, a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bề nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư dạ con xin sám hối, con đã không bị cái gì em làm con phân tâm, con sám hối với đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận dương sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 32. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Mít Đánh Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, yêu thương được chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chúng tôi xin lễ bái tam bảo để bắt đầu vào luôn. Dạ, Arahang Samma Sambuddho Kawa Putang Kawa Tang Abhiwa Demiswa Kato Pakawata Thamo Thamang Namasa Misupatipano Pakawato Savakasangko Sangkang Namami. Thì chúng đệ tử xin nghiêm tịnh vô ý tháng giờ Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo Nguyên Nhậu là Tam Bảo Hàng Nhân Hội đến Chư Tôn Đức Tăng Quý Tùng Hội Cục Chư Phật Tử Luân Đang là Trung Chánh Pháp Nam Mô Bổn Thà Giá. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi một chút xíu là giờ chót thì Đức Tịnh Đạt cũng có nói là sẽ chúng tôi sẽ thích nghĩa luôn, nhưng chúng tôi cũng có báo trước là bởi vì vào một tuần lễ Phật Đản chúng tôi có mong muốn tức chúng tôi sẽ đọc cái bài kinh như là Tham Ma Chắc Khai Phật và là bài kinh có chăn gá và kinh lời chỉ giáo tóm tắt, cho nên vì vậy cái thời gian đọc đúng là trên một tiếng, nhưng thì chúng tôi cũng tranh thủ để mà cũng giảm bớt một số bài, và cho nên nó cái thời gian nó vào nó hơi trễ chỗ quý vị chừng 10 phút, và mong quý vị quan hỷ tôi cũng xin, bởi vì nó cũng ngay cái trong một tuần thì chắc cũng đụng một ngày, và chúng tôi nghĩ rằng là nay có đại sự Tịnh Đạt thì Đức Tịnh Đạt thì có lẽ là ông sư dẫn chân được, chúng tôi sẽ tranh thủ vào kịp, nhưng điều này bởi vì không có thì mình cũng đã phải làm cho nó đủ những cái bài kinh mà mình đã có cái việc như vậy, mong quý vị quan hỷ. Cho nên cả một bài một tiếng đồng hồ mà quý vị nhà đọc toàn là kinh văn Bali không, dạ xin chia phước đến dân đến chư tăng và đến toàn thể chư Phật tử, dạ xin cáo lỗi vì một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thích nghĩa cái câu kinh Phố Cú số 32 này. Appama darato bhikkhupama de nata visasi phayadasi wa Phật Bồ Parihana Yanipa Nasi Vasantike. Bây giờ Appamada, chúng ta có một chữ Appamada Dharato luôn. Bây giờ Appamada thì chờ chúng tôi một chút xíu.
Dharato, đây cái chúng ta là Appamat. Không, 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 cái chữ này Appamadharato, từ chữ Appamada cộng với chữ chữ Rata. Ở đây là thích nghĩa. Cái hai cái câu 31 bài này nó giống nhau, cho nên vì vậy nếu chúng ta chọn cái thích nghĩa thì chúng ta cũng quay lại cái một cái câu 31 trước cũng như thế đó quý vị. Appamada, cái chữ Appamada có nghĩa là bắt chữ a, từ chữ a, tích đồ ngữ á cộng với bá cộng với Appamada cộng với đá tá. Ở đây nó là một hợp từ, tức là có nghĩa là cái sự thích thú, cái sự không sao lãng, cái sự hoan hỷ ở trong cái không phóng dật. Appamato có nghĩa là đúng như vậy, là sự không phóng dật, không sao lãng. À, rồi cái chữ Phikkhu tức là tỳ kheo. Còn Pamada có nghĩa là Pamada, ở đây là một danh từ nam tính mà nó chiêu theo định sơ cách, tức là trong cái sự không phóng dật, hay trong cái sự không có biến nhát. Và tiếp theo nữa là cái chữ Bamada này, chúng tôi vừa nói đó là chia theo cái ở trong chia theo định sơ cách thôi, nó danh từ. Và cái chữ Phikkhu là vị tỳ kheo. Còn phá giá đá xì, đây là cái chữ phá giá, là một đây là một động từ, đúng là một nó chia ra nó thành như là một cái danh từ này, tức là cái việc nó là một danh động từ. Phá giá đá xì tức là một cái sự việc mà chúng ta không có cái sự sợ hãi, hay là không có thấy cái sự sợ hãi, là không có cái sự nguy hiểm. Tức là từ cái chữ phá giá là sự sợ hãi. Đá si có nghĩa là người, đây là cái căn đít tức là có nghĩa là một, đây là một danh tĩnh từ. Bây giờ người đã nhìn thấy được một danh tĩnh từ, thì người đã nhìn thấy. Và đây nó qua một câu mới, Affabbo, đây là tiếp đồ ngữ á cộng với pháp bá, không thể, mà tiếp đồ ngữ á tức là không, mà cái chữ pháp bá này từ cái căn phu, nó có thể tồn tại, nó có khả năng. Và cái câu tiếp nữa là Parihanaya, từ cái tiếp đồ ngữ Pari cộng với căn ha, nó được nghĩa là nói đến cái sự sa đọa, cái sự thối đọa. Và chữ Pari đây có nghĩa là xung quanh, mà căn ha đó nghĩa là rời bỏ hay đoạn trừ hay là giết chết. Còn cái chữ Nibbana chính là từ gọi là Niết Bàn. Yeah. Santike cứ đến gần Niết Bàn. Nibbana Santike có nghĩa là một điều ở rất gần, chỉ e một từ nhấn mạnh thôi, nghĩa nó là một bất biến từ. Yeah. Có nghĩa là ở rất gần Niết Bàn, tức là vị ấy chắc chắn gần Niết Bàn, nhất định gần Niết Bàn. Dạ. Thế đây dịch là vui thích không phóng dật, tỷ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần Niết Bàn. Đó là câu pháp cú số 32. Mà Hòa Thượng Giới Đức á, thì chuyển dịch rằng tỷ kheo vui thích tinh cần, sợ hãi phóng dật, chuyên cần quán, chuyên tâm quán thiền, khỏi rơi đổi xứ các miền, vị ấy nhất định kề bên Niết Bàn. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần duyên sự. Đây là một duyên sự cũng hết sức là đặc biệt.
đó là kể đến một vị tỳ kheo cũng tên là Tế Xá, nhưng gọi là Tế Xá là vị này nó trùng sở trùng với cái gì này Tế Xá lớn, cho nên gọi là Tế Xá ở cái thị thành, ở cái thị xã. Thì cái Đức Phật này ở kỳ viên tịnh xá có đề cập đến cái tỳ tỳ kheo tên là Tế Xá ở Niga Mati Sathera. Thì cách thành Sawatthi không bao xa có một cái công tử sinh trong một gia đình ở một cái ngôi nhà trong một cái thị xã nọ. Về sau thì khi xuất gia hành đạo trong giáo pháp của Đức Phật á, trước khi tu sa di, sau khi thọ cụ túc, vì ấy bị trùng tên á, cho nên được đổi Chư Tăng Thường Hội, tức là Tứ Tế Xá ở cái thị xã này, ở cái chỗ đó, cho nên dễ phân biệt. Nhưng điều có một điều đặc biệt là Đức Tế Xá này tỏ ra một người rất là chịu dục tri túc, độc cư, chuyên tinh cần tinh tấn mà đi khất thực ở trong vòng phường xã của mình, phường xã nơi cái sinh quán của mình mà thôi, tức ở cái nơi cái chỗ đó đó, ở cái nơi ở trong làng nhà của mình, chứ không có đi đâu. Cho đến các cuộc lễ trai tăng thỉnh mời cúng dường của các đại tín đồ của đại thí chủ lớn lao hay là các vị vua chúa như là ông Athapindika hay là của vua Vasenadi, vua Kosala trong thành Sawatthi vân vân, vẽ cũng không có đi. Thế vắng mặt á, thì ở trong Chư Tăng á, thì bảo nhau quay lại đệ tử Tế Xá này á, thì cứ sống cứ luôn luôn gần kề với cái người thân ở trong làng của mình, ở trong cái thị xã, trong cái phường của mình. Cho nên vì vậy á, không có thể rời quyến thuộc được. Cho tới các cuộc lễ trai tăng của các vị tín chủ bậc nhất như là ông Cấp Cô Độc hay là quốc vương Vasenadi, với cô Sa Lá vân vân thực hiện thì ấy cũng không có đến dự. Thì và câu chuyện này bạch trình đối với Đức Phật, Đức Phật ngài cho gọi Tế Xá đến và hỏi có phải như vậy không. Bạch Thế Tôn, quả thật thì con không có đi, con không phải là con lân la để thân mật với quyến thuộc, con giữ cái hành động cư, con chỉ thọ bát có một lần, chỉ dùng một món ấy dầu ngon hay là dở, dù có nghe ở đâu trai tăng con cũng không có đến dự. Và thực tình con không có lân la với quyến thuộc gì cả, mà đó là con chỉ con muốn con có một cái cách sống độc cư đầu đà như vậy. Cái Đức Phật nghe tán thán lần thai thì chính nhờ thọ giáo với cái lời đạo sư, chính như ta mọi người trở nên một người thiểu dục với đức hạnh như vậy, đức tánh như vậy. Và tập quán này, cái sự di truyền này, thời xưa ta đã làm như thế rồi. Thì nghe vậy bắt đầu Chư Tăng mới thuật lại cái câu chuyện kể rằng của đức đời xưa kia đó, có vô số ngàn chim anh vũ gọi là Suaka ngủ trong rừng, gọi là Udumbara cây trái vải đó, ở bên bờ sông Hằng thuộc núi Hy Mã Lập. Bây giờ có một con chim quanh vũ chúa, nó giữ đi đốt hết sức cao thượng trên cây á, trên cây vải á, chỗ nó ngủ á, nó chỉ ngự ở trên cái cây vải nó thôi, chứ nó không có đi bay đi chỗ này chỗ kia mà đi tìm mồi. Thì trên cây á, chỗ nó ngủ á thì đã hết sạch, chỉ còn sót lại một ít coi như là lá non hay là một ít coi như là cái đồ ăn thức uống, nó không chịu đi nơi khác, nó chỉ sống ở trên cây đó. Thì nhờ cái quay lực, thì nhờ cái sự trí tốt của chim quanh vũ này, nó thấu đến thiên cung của Đế Thích. Đế Thích mới tìm hiểu cái nguyên nhân, biết được cái con chim quanh vũ này như vậy, thì ngài liền thử lòng. Ngài biết cho cái cây đó nó trở nên khô héo, cái cây khô héo, ngay cả mục hết luôn, ngay cả cái cây nó thân nó tàn lụi, nó trơ gốc, nó không còn cái gì, cây chỉ là còn những cái lỗ bỏng, nó thổi thôi, nhưng chim anh vũ cũng vẫn ở lại, chịu đói chịu khát. Qua một thời gian nó không đi, nó chịu khó, nó ở tại nơi đó, nó đậu mãi ở một gốc cây bất kể sương gió ngày đêm gì. Thì sau khi biết được cái chim quanh vũ này đã có một quyết định như vậy, đã định sống với cái hạnh đơn giản mà thiểu dục như vậy, thì Đế Thích mê nghĩ thầm, ta sẽ kết định với
với chim quanh phủ này và ta ban ân huệ cho cây trái vải nhiều. Tại thế là Đế Thích, quả thành của chim thiên nga cùng với nàng Sujata, tức là công chúa của Atula, đi đến gần khu rừng Barat, đậu trên cái cây gần đó và nói với chim anh vũ bằng một bộ cái bài kể rằng: có những cây xanh lá vô số cây nhiều quả, sát chi cội mục khô mà chúa kết mến lạ đối thoại với anh vũ và cái công chúa thiên nga, cái con thiên nga chúa đó nó còn dài. Nhưng cái trong bổn xanh kể cái câu chuyện này dài không có gì dạ. Thì anh vũ đáp rằng: ta đã từng ăn quả cây này rất nhiều năm, cho nên bây giờ dầu cho hết trái ta cũng vẫn thương mến như thời trước. Để nói lên một cái sự chung tình, cái sự tốt đẹp của một con chim, nó không thể bỏ cái cây đó đi được. Liền đó thì Đế Thích thì khiến cho cây trái nó xanh tươi trở lại và mọc đầy hoa trái. Thì Đức Phật ngày mới giải thích cái bổn xanh rằng thở xưa này, thở xưa Đế Thích đó chính là ngài A Nan, bộ chim quanh vũ chúa chính là Như Lai đây. Và ngài kết luận rằng này các tỳ kheo, nó đã thành một tiểu dục như thế là tập quán, là cổ hữu của Như Lai. Cho nên đối với con trai của ta là Tế Xá, nếu mà giữ được như vậy thì người quả thật là một tỳ kheo thực hành đúng, thì không có cái gì mà là xấu xa cả, mà đó là một sự tốt đẹp, vì ấy chắn sẽ chứng ngộ niết bàn, không có sai. Thì Đức Phật ngài mới đọc lên cái câu kệ là: tỳ kheo nào mới nưa hạnh không phóng dật, sợ chừa buông lung khỏi lo xa độ cùng kỳ, gần đây sẽ chứng viên dung niết bàn. Thì kính thưa quý vị, cái câu phúc cú mà chúng ta vừa đọc ở trên đó có nghĩa rằng là vô thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật không thể bị thay đổi, nhất định gần niết bàn. Còn ở đây cái chữ như chúng ta thấy cái chữ Appabbo Parihana giá ở trong chú giải thì giải có nghĩa là một tỳ kheo gìn giữ nó thành thiểu dục, là không thể xa lìa các pháp hành, là nó chỉ và qua thì chỉ và thiền quán hay đạo quả của mình, và cũng không có lìa xa các cái pháp mà mình chứng đắc và không đạt được các pháp mà chưa chứng đắc. Và chắc chắn rằng cái chữ Nibbanasi Vasantike là chắc chắn gần đến niết bàn, là lửa phiền não sẽ tắt, sẽ không còn nữa, và chấm dứt các cái chấp thủ, và vì ấy chứng vô dư niết bàn sau khi mạng chung không còn tái sanh nữa. Thế đây nếu chúng ta đọc kinh văn, chúng ta thấy đọc một kinh văn như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc đời á không có đơn giản mà chúng ta có một sự tri túc như vậy. Ở trong mọi việc gì phải nói rằng cái đời sống của một người tu, nói quả thật, chúng ta nói thành thật mà nói, ngày hôm nay quá là đủ, quá là thừa. Chứ thời xưa thời Phật cũng vậy, cho tới một thời xa xưa nữa thì nó rất là khó, rất là khó khăn, từ cái ăn cho tới cái mặc, từ cái tất cả mọi thứ. Mà Đức Phật ngài dạy dù trong hoàn cảnh nào, đối với cái người tu cũng phải có một vai trò biết thiểu dục, biết tri túc và biết khám nhẫn, biết vượt qua. Phải nói rằng nhớ đến những năm tháng mà quý vị biết là đâu có cơm có gạo để ăn, quý vị khó lắm, thật sự khó lắm. Lúc đó phải nói nhớ tới sự trộm rất là cực khổ, và cho cái đám đệ tử như chúng tôi, như thời gian chúng tôi đó, rất là cực khổ. Hồi xưa nó Quảng Nghiêm thiền quan đông lắm quý vị, mà ở phải nói là chúng tôi cũng nói tình thật luôn, ngay chỗ tôi đang ở như bây giờ cũng vì tới Quảng Nghiêm quý vị thấy đó, ở bên Tăng Xá, bên trên đường xưa đó là trồng toàn là mì khoai không, bắp mì khoai đâu có ai cúng đâu, mà phải gieo trồng. Mà lúc đó chúng tôi nhớ chưa, các vị sẽ ghi đi ra làm buổi sáng thì đi học ở trường đời, với trường phổ thông ở gần đây, rồi buổi chiều ai không có học thì phải ra làm một chút xíu, ai học buổi chiều thì làm buổi sáng,
mà chiều không có một miếng sữa, miếng đường đâu, có chuyện đó mà cũng chịu, chùa rồi tối rồi chịu xuyên học. Dạ, phải nói rằng rất là tinh cần. Để năm tháng đó phải nói là thấy nó khổ cũng vậy đó, cái tu viện cái một cái sự trí túc, dù cho nó bất cứ hoàn cảnh nào sẽ có người, nó cũng nó có một điều rất là lạ là con người đó, thì khi mà khổ đau đó thì nó sẽ tiến hóa, nó sẽ có một cái dũng mạnh tính tâm rất là lớn, rồi nó biến chuyển theo cái thời gian. Chứ chúng ta phải là chúng ta ngày nay không có tính tâm ngày xưa mới tính tâm, ngày nay không có tốt ngày xưa mới tốt, phải vậy. Mà ở đó chúng tôi nói rằng là một cái sự khó khăn, nhưng cũng vẫn cố gắng vượt qua được. Thì mong rằng người sau sẽ có nhiều khó khăn, người ta sẽ vượt qua được. Để trong cuộc đời này á, thì cái tích xá tri túc ăn chỉ một lần, mà một cái món, một cái thứ gì đó, chẳng hạn như là vị ấy thọ hạnh đầu đà, vân vân, thì bởi vì quen ở trong cái làng, trong cái xóm của mình rồi, chứ không phải là vị đó chỉ quen ở một cái chỗ đó, chứ không có quen ở nơi khác, là bởi vì có sự dị biệt. Mà ở đây chính là cái tâm của vị đó có cái sự không có đi nhận cái sự cúng dường, cái sự tiếp giúp gì của những người giàu có, những người tốt đẹp. Kính thưa quý vị, Phật pháp này được trải qua cho tới ngày hôm nay đó là nhờ những tín tâm, những miếng cơm manh áo của đàn na tín thí khắp môn phương. Nếu như ở có thể ở tại hiện tại chỗ đó, hoặc là ở nơi xa nữa, người ta cũng đến, người ta cho tới, thì cứ nuôi dưỡng cái nguồn mạch đó. Nhưng tất cả là từ duyên, chúng ta không thể so sánh cái chỗ này với cái chỗ kia, là cái chùa này với cái chùa nọ, cái nhà này với cái nhà kia. Tất cả nó cũng đều là tùy cái duyên, tùy cái phước. Và cũng như thế, còn nếu như người ta đã có một cái tâm tịnh tu, có một cái tâm quyết chí hành đạo, tranh thủ thời gian để tu tập, để thành tựu cái đạo quả niết bàn, thì đây là một điều mà phải nói là hết sức là tốt đẹp. Giống như một người đời sống bình nhật cũng vậy, đúng quý vị, ở trong đời sống bình nhật ở bên ngoài cũng vậy, mà cái chuyện tu đó là thiết cầu rồi, còn cái chuyện xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta biết tri túc, chúng ta biết đủ thì thời nó sẽ đủ, mà nếu chúng ta không thấy đủ thì nó sẽ rất là khó bao giờ được đủ. Cũng có một điều lạ, hồi xưa đó cha mẹ đông con, không biết sao một cái tâm lực, ý lực của cha mẹ hồi xưa như thế nào mà có thể che chở cho một đàn con như ngày hôm nay. Hai vợ chồng chỉ có một người con thôi, hai người con thôi, mà lòng sự khủng khiếp. Nếu chúng ta cho rằng người hôm nay phước nhiều hơn người xưa, chưa chắc ạ. À, cái điều kiện về y học, cái điện về khoa học là tiến triển như thế này như thế kia, nhưng phải nói rằng cái sức mạnh mẽ và cái sự đương đầu, cái sự chịu đựng của những người cha, những người mẹ sinh ra 5-7 người con, 10 người con, mười mấy người con, mà họ cách nào cũng lo qua được hết. Ngày hôm nay rất là ít người, những điều mà rất là khổ sở. Thì chúng ta đừng có nói rằng là ngày nay do tốn kém này nọ nhiều, hồi xưa phải vậy. Thì mỗi lúc nó có mỗi một cái chuyện khó, chuyện dễ. Và ở đây phải nói rằng, nói đến cái tâm lực và nói về cái phước của người xưa không có thua người nay, mà có thể nó hơn nữa kìa. Nó về cái sức khỏe, nó về cái tài vật, nó về nhiều cái điều kiện tốt, thì chưa chắc họ thua đâu. Ngày hôm nay chúng ta được nhiều cái phương tiện, được nhiều cái tiện nghi vật chất di chuyển, hoặc là ăn uống, hoặc là như thế này như thế nọ, nhưng ngược lại chúng ta không có sức khỏe, và những nạn tai, những cứ như thiên tai quả hoạn, hoặc là những nạn dịch này nọ gì thì đa số thường bị gặp hơn là người xưa.
Mà nó cũng điều đó, nếu chúng ta thấy ở trong cuộc sống này thì cũng rất là lạ. Nó chỉ là một, do cái gì? Do một sự chấp nối, do một sự tiếp nối của tất cả chúng sinh thôi. Nhưng phải nói rằng cái người xưa người ta có cái sức khỏe, có cái tâm lực, có cái sức lực hơn nhiều, đứng trên cái gì của chúng tôi vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải nói rằng cũng như ngày hôm nay các chúng ta nói cái gì cũng đầy đủ hết, nhưng đều có một điều, đối với cái bệnh hoạn thì tất cả chúng ta thua hết, không ai có thể làm chủ được cái nghiệp của mình, không ai có thể đi ngược lại. Dầu cho khoa học hôm nay có đầy đủ với cái phương tiện phải nói là kiểm nghiệm bệnh hoạn rất là lớn, rồi chúng ta thấy nó cũng đi ngược lại, nó có dịch Covid vượt ngoài cái sự kiểm soát của khoa học, vân vân. Thì đó là cái gì? Cái nghiệp của chúng sinh. Cái nghiệp của chúng sinh thì những con người trí túc, những con người biết thiểu dục, những con người không bị rơi vào dòng xoáy thì nó rất là dễ dàng. Họ sống trong một cái sự cẩn thận, trong một cái sự điều tiết điều khiển thì họ rất là tốt. Còn nếu như mà họ sống mà họ không có một cái sự quan tâm thì hết sức là nguy hiểm. Mà quý vị biết cái tu quốc rất là hay, có lẽ là nhờ cái sự huấn luyện, có lẽ là nhờ cái sự huấn luyện như vậy cho nên cái tâm của mình, con người nó luôn luôn được một cái sự bình tâm, sự tỉnh trí. Người ngày xưa ta được như vậy, còn ngày hôm nay đúng cái chuyện này là sợ sệt, lo lắng và rất là rối loạn. Một vị chuyên cần tu tập để chuyên tu thiền quán hay chuyên tu thiền chỉ, ở đó vị ấy đỡ phải đau. Bởi vì cần người ta khuyến tu người ta để làm gì? Kính thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đau khổ mà chúng ta hướng tâm, chúng ta tu thiền định thì nó tốt lắm quý vị. Bởi vì mình không có bị tâm nó bị ước mơ, tâm nó bị mong muốn, tâm nó bị như thế này thế kia, chúng ta không sợ. Mà tâm mình chỉ có một chỗ tức gì an trú vào đề mục đó. Cho nên những chuyện buồn vui gì đã đi qua hay những cái sự ước mong gì sắp tới mình không suy nghĩ nữa, mà mình chỉ biết ở trong cái đề mục tu tập của chính mình. Cũng như tỳ kheo tế xá này không suy nghĩ sẽ thọ dụng như thế nào, vì ấy chỉ biết tri túc ở trong cái khu viên của mình, ở trong cái giới vực của mình, trong cái xứ chốn của mình, cái xứ nơi của mình, cái xứ chốn của mình, chứ không có đi ra ngoài. Thì chắc chắn rằng vị ấy được cái tâm cái thiểu dục như vậy và được một cái tâm vững chắc như vậy, đó là vị ấy nương nhờ nơi cái thọ giáo và đi theo lời của Đức Phật đã dạy, là vị tỳ kheo biết đi dục, biết chuyên cần, biết tinh để cầu đầu giải thoát, để giác ngộ, để chấm dứt sanh tử khổ. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái hành lành tốt, một điều mà có thể nói rằng là chúng ta không dễ dàng. Chư Phật tử phải nhớ một điều, dầu cho mình được đang thuận hay là nghịch trong một điều kiện thì chúng ta cũng nhớ tất cả dựa trên cái phước duyên của chúng ta thôi. Chúng ta có phước thì mọi việc nó sẽ ổn định tốt đẹp, mà chúng ta không có phước thì mọi việc nó sẽ bất định, bất ổn vô cùng lắm. Ai cũng sẽ bị bệnh hết trơn à? Chưa chắc. Nhiều khi á, mình chưa tới cái, ở đây cũng nói dĩ nhiên cái sự cẩn thận, cái sự giữ gìn, đây là một điều mà trong Pháp Phật cũng đã dạy. Nhưng cuối cùng rồi thì cũng phải dựa trên cái nghiệp quả thôi. Dựa trên nghiệp quả. Có một số người có sự tránh né rồi cũng bị bệnh. Có một số người có sự tránh né không bị bệnh. Có một số người không tránh né rồi bị bệnh.
người không tránh né cũng không bị bệnh à, thì ở đây thì chính là do cái duyên cái nghiệp. Nhưng cái thưa quý vị, nói trên cái tinh thần tích cực đó, chúng ta có đổ thừa, tự nhiên chúng ta lấy cái nghiệp ra, chúng ta theo cái nghiệp, mình không có bệnh là mình không có bệnh, không sợ. Cho đương đầu phải vậy. Cái nghiệp không phải chúng ta nói bằng cách đó. À tôi tin nghiệp quá, cho nên bây giờ tôi không sợ, tôi không có phòng bị, không có đeo khẩu trang, không có giữ gìn cách xa, hay tôi không khử trùng sát trùng vân vân. Nói như vậy là không được, không nói cái nghiệp đó được. Tức chúng ta chưa có tận nhân lực, tận cái sức lực tránh né điều kiện đó, và cuối cùng chúng ta bị đó. Thì đó mới làm cái chuyện. Chúng tôi có đọc một câu chuyện mà tôi cười thuốc cái bài đó. Bệnh dịch cho nên rất sợ đi bệnh viện. Bà nghĩ rằng nếu đi bệnh viện là thế nào cũng bị, cho nên bà cố gắng mà không đi. Bệnh thường thường không có đi. Đến khi có một lúc đó, bà bị cái bệnh áp huyết nó cao quá, cái bệnh ngất thì chở bà vô bệnh viện. Chở bà vô bệnh viện thì chở bà về. Thì quả thật bà vô bệnh viện xong bà về bà bị bệnh. Thì bà mới la mấy người con của bà: tao đã sợ bệnh viện rồi, tao không đi vô bệnh viện. Tụi bay mang tôi vô bệnh viện rút cuộc về tao mắc bệnh. Nói cái lý này chúng ta thấy là bà nó hợp lý không hợp lý, nhưng điều sự thật ra bà phải bị bệnh. Thì dù bà có tránh né, bà sợ, nhưng bà cái nghiệp nó phải dẫn tới một cái nguyên nhân khác cho bà phải bị tác động. Nhưng điều rồi cuối cùng rồi quý vị biết bà cũng được điều trị hết. Thì sau đó bà mới kể lại một cái điều mà cũng coi như là một nhân một sự trần tình ở trong cuộc đời vậy. Thì chúng ta phải biết có những lúc đó, chúng ta bệnh nó hết, có những người bệnh không hết, có những người không có bị bệnh này cũng chết, chứ không phải là do cái bệnh này mới chết. Cho nên nó có nhiều nguyên nhân, có nhiều lý do, mà tất cả nguyên nhân lý do đó mà chúng ta là một người tu, chúng ta biết được. Nếu như chúng ta không có sự lo sợ, không có sự khiếp sợ, mà chúng ta có một cái tâm tu tập, thì chúng ta cũng không có lo sợ. Cũng như người ta phải sợ chết, mà nếu như chúng ta không phóng dật thì chúng ta không sợ chết. Chúng ta không có bị thối lọa. Chúng ta không phóng dật thì chúng ta làm các cái việc lành, để chúng ta tu tập tâm chúng ta an trụ. Chúng ta biết làm các việc hành lành, trau dồi tâm trong sạch, tu tập thiền định giới luật, và cuối cùng chúng ta tu tập thiền quán, chúng ta an lạc. Còn nếu phải nói rằng nếu như mà chúng ta có cái tâm mà cứ sợ hãi, cứ tâm có sự lo lắng, hay là tâm của chúng ta phóng dật quá, hay tâm chúng ta chạy theo tham dục quá, chạy theo một cái đam mê của mình quá, thì chắc chắn là mình cũng chết. Thí dụ như bây giờ một số người ngay lúc này, lúc nào đi đó thì đi, nhưng vì ngay lúc này người ta ít có đi, người ta hạn chế cái đi, đó cũng là một sự hạn chế lại. Một sự thiểu dục lại, nó cũng không có làm cho cái đau khổ mình sinh tới. Và họ tránh né, nó cũng là một điều mà làm cho mình được tốt đẹp. Chứ khoan hay nói là cái nghiệp quả, hay nói là người ta hại mình, hay là cộng đồng coi như là hại nhau hết tất cả, nhưng trước nhất là chính chúng ta. Rồi bây giờ có nhiều khi về nhà luôn, ở nhà có nhiều khi một người bệnh ở trong nhà mình hết, nhưng có những người bệnh mà những người về trong nhà cũng không có bị. Cái điều đấy là thật đó quý vị. Cái đó thì ở đó muốn nói cái gì, cái nghiệp duyên của người ta chưa có bị, nó không đến nổi. Không phải tất cả mọi người đều bị hết. Thì ở đó chúng ta nói theo một cái khoa học, thì chúng ta người đó có một kháng thể có thể vượt qua được, kháng thể mà nó không có bị, không có thể kháng cự lại được, có thể vượt qua được. Nhưng cái bệnh dịch này thì chúng ta đừng có ý lại, không có được kỹ lại. Chúng ta luôn luôn nói như, ví dụ chúng ta hãy nhớ nó như phiền não, như nên tránh né, nên sợ nó là đúng hơn, chứ không có cường như đó.
là người tu thì sợ nhất là phiền não. Thì cũng vậy, cái bệnh dịch này như là một phiền não thì chúng ta cần phải nên tránh né. Thì cũng như là cái người tu sợ cái phiền não, hay chúng ta tu chúng ta sợ phiền não, thì hôm nay chúng ta cũng sợ thêm một phần, tức là dịch bệnh. Bởi vì kính thưa quý vị, chúng ta không phải là tham sống sợ chết, nhưng nếu như còn mạng sống này chúng ta cũng còn làm được nhiều cái điều phúc lạc nhé. Chứ đừng có nghĩ rằng trước sau cũng chết thôi, chết cũng sợ gì, đúng không sợ chết. Nhưng điều mà liệu chúng ta chết, chúng ta có đủ cái phước lành để sanh thiên giới chưa? Đủ công đức để tạo tác để sanh về cảnh giới an lành không? Hay là cái nghiệp, cái nghiệp hiện tại này cộng với cái nghiệp hậu báo nghiệp quá khứ, nó phối hợp lại để dẫn dắt chúng ta sanh về cái khổ khổ cùng chừng. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta có một cái sự thiểu dục, có một sự đắn ta công tu tập, có một sự hành trì những cái lời của Phật dạy, kính thưa quý vị, chúng ta không không có dễ dàng mà khởi lên cái tâm vô cầu vô chấp, một cái tâm buông bỏ, một cái tâm hiền diệu, một cái tâm xả bỏ, cái tâm không có bị ngã chấp. Mình giận một người đó vô cùng, nhưng mình biết buông bỏ xuống thì không giận nữa, cũng thương không giận, đó mới là một cái cao cả. Chứ còn giận người đó cũng bất lợi, mà còn vừa giận mà vừa thương lại càng bất lợi hơn. Cho nên vì vậy, ví dụ như vậy đó, chúng ta biết buông bỏ xuống. Chúng ta chưa kia, chúng ta không biết không biết coi như là xả ly, chúng ta không có biết ban bố, chúng ta không có biết chia sẻ. Thì ngày hôm nay chúng ta biết ban bố, chúng ta biết chia sẻ với những gì mình có. Đó chính là một cái sự tiến tu, đó chính là một sự đẩy lùi với những cái phóng dật, những cái tham chấp, những cái chấp thủ của chính mình và những cái điều nhìn sai của chính mình. Đây cũng chính là một điều mà chúng ta làm theo cái lời dạy của Phật, để chứng gì, để chúng ta tạo cho mình một cái êm sát, tức là một cái vô hại cho mình, và không có sợ hãi, không có tự mình sợ hãi, và cũng tạo cái sự an lạc, cái sự vô hại đến với người. Thì kính thưa quý vị, đây chính là những cái điều mà tu tập, kỷ niệm tu tập nó rất là tốt cho chính chúng ta. Không phải tìm ở đâu trên trời, ở dưới đất gì, chính tại hiện kiếp này chúng ta có thể các công đức phước lành mà luôn xuyên qua. Chúng ta cũng đừng sợ so sánh với người này người kia, chúng ta như thua thó sót như thế nào, thua sút như thế nào, không cần thiết. Mà cuộc đời này làm sao chúng ta có được đủ một cái điều kiện để sống của chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta tu tập, để chúng ta thực hiện một cái lời kỷ niệm tu hành của chính mình là cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta giàu có đầy đủ tiền của tài sản vật chất, chứ chắc là một điều tốt. Thành ra tiền bạc vật chất nó là một cái tiện nghi hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều, nhưng nếu như nhiều quá thì chưa chắc là một điều tốt. Nếu như nhiều thì chúng ta có cái tâm buông bỏ, có cái tâm chia sẻ, có cái tâm coi như có cái tâm thí đó, có cái tâm gửi đến hoặc là chia sẻ, thì cái điều này nó mới tốt. Còn nếu như chúng ta có mà chúng ta chấp thủ lại càng nguy hiểm hơn, đã khổ lại càng khổ hơn. Thà là không có, chứ có rồi chấp thủ, có rồi giữ, có rồi keo kiệt, có rồi bỏng xẻ, vân vân, thì chính là chúng ta tự tạo cho mình một cái khổ sanh, đau khổ ở hôm nay và đau khổ ở tương lai nữa. Đó chính là chúng ta không có tu, đó chính chúng ta không có cái sự định tĩnh, có cái sự kiểm, một cái sự an trú và có một cái sự tu trì, thì chắc chắn này chúng ta sẽ lại càng khổ hơn. Cho nên vì vậy, cái thú vị cuộc sống này, nó ngắn ngủi cuộc sống này, rồi tất cả phải ra đi, dù cho có hoàn cảnh là thế nào, nhưng tất cả chúng ta làm sao tự mình cứu sinh cho mình, tự mình biết đủ thì bao nhiêu nó cũng sẽ đủ, tự mình biết thương mình thì giờ trong cái cuộc trầm luân thì chúng ta được an lành hơn. Và nếu như chúng ta luôn luôn có cái sự sân si, chấp hờn, bực bội,
khó chịu thì tự mình hại mình thôi. Mình không có, không biết quay về an trú, quay về thực hành theo lời dạy của Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ hết sức là bất lợi và đau khổ. Dạ, tôi xin có đôi điều trình bày. Và câu Pháp Cú số 32 là như thế. Xin chấm dứt thời nhận thức ở đây trước khi dứt lời. Những cái điều chia sẻ thất kính, những mong tụi thủy vị quản lý cho. Thì kính dân Phật Phương Đạt đến cái đời để thích tư đại thiên vương, các vị chư thiên hồ thiên chân Pháp. Kính dân đến các vị chư thần, chư thiên đại thiên vương, đức trường nghiêm, các vị chân linh, ký linh, các vị chư thần, chư thiên, thăng bằng nguyện thuộc các bậc thầy tổ của chúng tôi, vị sinh tất cả được an lạc, được tấn quá trong Phật Pháp. Dạ, xin lời đến toàn thể quý vị được an lành, được tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sơn Khai Nhã. Nhà mời MC tiếp tục chương trình. Nam mô Bụt Tha Nhã. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền đã giảng bài học số 32 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cái luật số lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân bất. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Bằng quan tư sắp bằng mang gà lăng rạc khăn thủy sắp bè đê quà ta sắp bằng bùa đà nữ hoa quê nà sà đà sà thi bằng quan trùy tê. Bằng quan tư sắp bằng mang gà lăng rạc khăn thủy sắp bè đê quà ta sắp bằng hàm ma nữ hoa quê nà sà đà sà thi bằng quan trùy tê. Bằng quả tu sắp bằng mang gà lăng rạc khăn tu sắp bè đê quả ta sắp bằng thăng khá nữ hóa quê nữ xà đà sở thị phong anh trú tê. Tất cả quê ba hoàng đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng cá sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Huyền, Đại Đức Tuệ.